anh Nam, vậy anh Nam chia em một cái đi. Có đây sẵn không? Không biết nó có đem qua, có thì em lấy một chiêu cho. Cái rêu ngoài vậy là không sao hết. Nhiều đó tốt, nó góp phần xử lý nước. Cái bình lọc là ở đó, cái ngăn lọc, cái ngăn lắng nằm trong đó, phía sau cái bình đó. Con điểm 3 giờ hả?